Nghĩa là rất nhiều bạn khi làm PhD phải đối mặt với tình trạng stress burnout hoặc là đã từng cảm thấy là mình không đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu trong lúc làm PhD. Còn nếu các bạn nghĩ là nếu mà đi học PhD có thể kiếm nhiều tiền thì câu trả lời là không. Phần lớn các bạn sống độc thân sau khi học tiến sĩ thì lại càng khó để lập gia đình, khó để lập gia đình, khó để lập gia đình. Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researcher. Câu chuyện không đầu không đuôi thì ngày hôm qua mình có thấy một cái post trên hội viện PhD là có một bạn hỏi là bạn đó có nên quit, có nên nghỉ học PhD sau 6 tháng tại một trường top 8 của Úc hay không. Lý do là bạn đó cảm thấy là không phù hợp với môi trường làm việc ở trong nhóm và cảm thấy là không nhận được sự hướng dẫn đầy đủ từ giáo viên hướng dẫn. Điều là mình cảm thấy hơi bức xúc nhẹ là không phải đến từ cái bài post đó mà đến từ những cái comment, những cái bình luận ở phía bên dưới. Đa phần mọi người khuyên là bạn đó nên nghỉ vì cái môi trường làm việc ở trong nhóm khá là toxic. Có một số bạn khác thì cũng nhân cơ hội này để nói xấu về nhóm nghiên cứu ở một cái trường đại học nào đó. Trong những bình luận thì có rất ít các bạn đưa ra những ý kiến đóng góp hoặc là những cái giải pháp giúp bạn chủ thớt có thể tìm được một cái phương án tốt hơn, có thể thích nghi với cuộc sống khi học tập và làm việc trong thời gian học PhD, hay là làm sao để thích ứng với phong cách làm việc của cái nhóm nghiên cứu đó. Đăng rằng cái việc nghỉ học giữa chừng khi mà học PhD không phải là một cái vấn đề gì đó quá to tát, hoặc là trong rất nhiều trường hợp nếu các bạn thấy là cái topic nghiên cứu không phù hợp hoặc là không phù hợp với nhóm nghiên cứu thì có thể nghỉ và chuyển qua một nhóm khác hoặc là tìm người hướng dẫn khác. Nhưng đối với cá nhân mình thấy thì việc làm nghiên cứu và làm các công việc liên quan đến học thuật nói chung không phải là màu hồng, và các bạn cần phải tìm một cách nào đó để có thể thích ứng được với môi trường stress, áp lực và những khó khăn khi mà làm nghiên cứu. Từ những cái trải nghiệm cá nhân của mình, những gì mình nghe được và những cái số liệu mà mình đã tổng hợp được thì trong tập podcast ngày hôm nay mình cũng muốn bóc trần một vài điều nghe tuy phổ nhưng mà thật, để các bạn muốn theo đuổi công việc nghiên cứu thì có thể chuẩn bị cho bản thân một cách tốt nhất, không bị quá bỡ ngỡ khi đối mặt với những khó khăn khi làm nghiên cứu. Những ý kiến mình đưa ra thì có thể là hơi cay cú, hơi trái chiều so với ý kiến của một vài bạn. Tuy vậy, bất cứ ngành nghề nào thì cũng có những cái mặt trái của nó, và sự thật là những cái áp lực trong việc làm nghiên cứu và trong cái con đường học thuật thì không phải là dành cho tất cả mọi người. Mình cũng muốn nói rõ luôn ở đây là trong cái video ngày hôm nay thì mình không muốn đề cập đến những cái tiêu cực trong ngành nghiên cứu mà mọi người đã từng nghe, ví dụ như là chuyển đạo văn, ăn cắp ý tưởng hay mua bán bài báo nghiên cứu khoa học. Vì những cái vấn đề không tốt, những cái vấn đề tiêu cực thì trong ngành nào cũng có. Việc biết thêm về những cái tiêu cực này thì thực sự là cũng không giúp ích gì nhiều cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới đi làm nghiên cứu khoa học. Những gì mình muốn đề cập trong video ngày hôm nay là những mặt trái đến từ tính chất công việc nghiên cứu, hay là những mặt giới hạn của việc làm nghiên cứu, giảng dạy và những công việc liên quan đến học thuật. Let's start. Khi mà mình đi nhập học tiến sĩ ở trường đại học Monash thì ngay trong buổi đầu tiên có một bài phát biểu của một bạn đưa ra những cái số liệu là trên 50% những bạn sinh viên nghiên cứu sinh thì đã từng trải qua những cái giai đoạn mắc bệnh tâm lý, thậm chí là còn có cả một hội chứng mang tên là hội chứng PhD, Doctoral Imposter Syndrome. Nghĩa là rất nhiều bạn khi làm PhD phải đối mặt với tình trạng stress burnout hoặc là đã từng cảm thấy là mình không đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu trong lúc làm PhD. Ví dụ trong một cái bài báo khoa học mình tìm được ở đây thì đưa ra những cái số liệu khá là đáng ngại. Ví dụ 40% các bạn khi mà làm tiến sĩ ở trường đại học California ở Mỹ thì đều cảm thấy là thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Hoặc là có đến 56% các bạn khi làm nghiên cứu tiến sĩ ở Phần Lan thì đã từng nghĩ đến việc từ bỏ việc làm PhD giữa chừng. Và trong bài báo cũng đề cập đến những cái ảnh hưởng tâm lý mà tất cả các bạn PhD thì mình nghĩ là đều đã gặp phải, ví dụ như là bị stress, căng thẳng, thiếu động lực. Thậm chí là trong một bài báo khác còn đưa ra số liệu là 1/3 các bạn sinh viên làm nghiên cứu sinh thì phải đối mặt với psychiatric disorder, chứng rối loạn thần kinh. Những số liệu mình mới đưa ra nghe thì có vẻ rất là đáng sợ, nhưng sự thật là từ cái trải nghiệm của bản thân mình và từ trải nghiệm của những người bạn của mình thì không có một cái công việc nghiên cứu nào là luôn luôn suôn sẻ. Ở một cái giai đoạn nào đó trong quá trình các bạn học và các bạn làm nghiên cứu thì các bạn phải đối mặt với những căng thẳng, những áp lực đến từ dự án và những cái thí nghiệm mà các bạn tham gia. Nếu mà các bạn gặp được giáo sư tốt và support thì công việc nghiên cứu sẽ suôn sẻ hơn một chút xíu. Tuy nhiên nếu mà không may mắn các bạn gặp phải những giáo sư quá bận hoặc là các giáo sư quá khó tính và yêu cầu quá nhiều từ sinh viên thì cuộc sống của các bạn khi làm nghiên cứu sinh sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Đối với cá nhân mình, khi mình bắt đầu làm tiến sĩ thì thầy hướng dẫn của mình, mặc dù là thầy rất support nhưng thầy để cho mình tự tìm topic nghiên cứu. Thì các bạn cũng biết là khi mình bắt đầu học tiến sĩ trực tiếp sau khi mình tốt nghiệp đại học, nghĩa là mình không học thạc sĩ, thì mình cũng có khá là ít kinh nghiệm. Do đó là trong thời gian bắt đầu mình cũng cảm thấy rất là stress, rất là khó khăn, và mình cũng loay hoay hết một năm thì mới tìm ra được cái hướng nghiên cứu của mình. Tuy nhiên sau khi học xong tiến sĩ rồi thì mình mới thấy là việc học cách đối mặt với những khó khăn, những cái áp lực khi mà mình làm nghiên cứu, cũng như là học cách sắp xếp thời gian cho bản thân để không bị quá tải, là một việc rất cần thiết để cho bản thân mình có thể quyết tâm theo đuổi công việc nghiên cứu trong một cái thời gian dài.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống khi mà làm nghiên cứu tiến sĩ ở một vài nước khác nhau từ những người bạn của mình thì các bạn có thể nghe thêm podcast PG Whisper của mình. Một điều cũng khá là buồn cười khi là mình đi làm nghiên cứu thì mình cũng thấy là gần như không có một lúc nào là đầu óc của mình được cảm thấy là nghỉ ngơi một cách hoàn toàn. Có những cuối tuần thì mình cũng muốn nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách một chút xíu. Tuy nhiên thì mình vẫn liên tục nghĩ về một cái topic nghiên cứu mà mình đang làm dang dở hoặc là một cái bài báo mình đang viết dở. Điều này thì làm cho não bộ của mình mặc dù trong thời gian rảnh rỗi vẫn hoạt động ở một cái cường độ nào đó thì trong một thời gian dài điều này mình thấy là có thể gây ra tình trạng kiệt sức hay là burnout. Cũng vì lý do đó mà thường là vào những cái tháng cuối năm, ví dụ như là tháng 12 thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Do đó là thường vào cuối năm thì mình sẽ dành một cái kỳ nghỉ dài hơn để mình có thể tạm thời break up với công việc và có nhiều thời gian để sạc lại năng lượng cho bản thân. Như vậy, ý đầu tiên mình muốn nói ở đây thì công việc nghiên cứu không phải là một công việc dễ dàng, là một công việc kiểu việc nhẹ lương cao, dành cho các bạn không muốn cố gắng quá nhiều. Thật ra là có nhiều bạn khi mà ở Việt Nam thì có thể nghĩ là học bằng tiến sĩ ở nước ngoài như là ở Mỹ, ở Anh, ở Úc thì khá là cao so với mặt bằng chung lương ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cái học bổng này cũng chỉ vừa đủ để cho các bạn trang trải cuộc sống khi mà các bạn học tập là và làm việc ở nước sở tại. Do đó nếu các bạn nghĩ là nếu mà đi học PhD có thể kiếm nhiều tiền thì câu trả lời là không. Thế vào đó thì ở đây mình cũng không muốn chỉ trích những bạn muốn sống một cuộc sống an nhàn, cuộc sống dễ dàng và không cần phải cố gắng quá nhiều. Nhưng quan điểm của mình là nếu các bạn sống một cuộc sống như vậy thì rõ ràng công việc nghiên cứu không phải là một công việc phù hợp với bạn. Và cái thứ hai mình muốn đề cập là những công việc liên quan đến nghiên cứu học thuật thì càng ngày càng có nhiều áp lực và càng ngày cái mức độ cạnh tranh càng cao. Đối với những bạn bắt đầu mở ra đi làm ở một cái giai đoạn gọi là early career giống như mình, muốn có một cái vị trí làm giảng viên dài hạn hoặc là làm nghiên cứu dài hạn ở trường đại học hoặc ở các viện nghiên cứu lớn thì số lượng những cái vị trí dài hạn đó càng ngày càng ít, trong khi số lượng người nộp vào những cái vị trí đó ngày càng cao thì đương nhiên là mức độ cạnh tranh sẽ càng ngày càng cao hơn. Nếu các bạn đã học ở Mỹ thì các bạn cũng đã từng nghe đến tenure track, có nghĩa là những cái vị trí dài hạn để trở thành giáo sư ở một trường đại học. Thì theo những cái số liệu mà mình có được thì chỉ khoảng 10.5% các vị trí ở các trường đại học ở Mỹ là những cái vị trí dài hạn. Tuy nhiên vào năm 2022 thì khoảng 53.5% các trường đại học và các viện nghiên cứu ở Mỹ đã thay thế những cái vị trí dài hạn đó bằng những cái vị trí ngắn hạn. Và ngay cả ở Úc thì ở các viện nghiên cứu lớn hoặc là ở các trường đại học rất hiếm khi có những cái hợp đồng ngắn hạn. Thông thường sau khi các bạn học xong tiến sĩ thì các bạn có thể nộp vào những vị trí postdoc làm nghiên cứu sau tiến sĩ với thời gian khoảng từ 1 đến 3 năm và sau 1 đến 3 năm đó thì các bạn phải nộp cho những cái vị trí mới. Như vậy là đối với những bạn làm nghiên cứu tiến sĩ hiện tại hoặc là những bạn mới bắt đầu đi làm như mình thì cần phải cố gắng rất nhiều để có thể tham gia vào những dự án lớn, có thể viết nhiều bài báo hơn, từ đó xây dựng một cái profile tốt hơn thì mới có thể cạnh tranh để nộp những cái vị trí làm nghiên cứu hoặc là làm giảng viên dài hạn ở các trường đại học. Khi mà mình làm nghiên cứu tiến sĩ thì mình cũng nghĩ là quá trình làm nghiên cứu tiến sĩ đã thực sự rất là cực, rất là mệt rồi. Tuy nhiên khi đi làm rồi và có nhiều kinh nghiệm hơn thì mình mới thấy là khi đi làm những công việc liên quan đến học thuật và trực tiếp tham gia vào những cái dự án lớn thì mình mới thấy là trách nhiệm và công việc thì ngày càng áp lực hơn. Càng đi làm, càng có nhiều kinh nghiệm hơn, càng muốn thăng tiến trong công việc thì mọi người cần phải nộp và xin được nhiều quỹ làm nghiên cứu, có nhiều bài báo có chỉ số H index cao hơn để từ đó thì có thể được promote, có thể được thăng chức trong công việc. Và đa phần đối với những giáo sư ở trường đại học thì dù muốn hay không, mọi người đều phải tham gia vào công việc giảng dạy và những công việc quản lý hay những công việc liên quan đến hành chính. Đầu tiên nói về trách nhiệm trong công việc thì khi mà mình còn làm nghiên cứu tiến sĩ thì dự án mà mình làm là dự án của riêng mình và những kết quả từ những dự án nghiên cứu của mình thì chỉ có ý nghĩa và chỉ có đóng góp về mặt học thuật. Tuy nhiên hiện tại khi mà mình làm việc ở viện nghiên cứu trong một cái dự án lớn hơn thì những cái kết quả từ dự án của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người dân ở khu vực mà mình làm nghiên cứu. Do đó chính cá nhân mình khi tham gia vào dự án mình cũng cảm thấy khá là áp lực phải đưa ra những cái kết quả tốt hơn và hạn chế thấp nhất những cái sai sót có thể xảy ra. Vào cái khoảng thời gian mình còn làm postdoc ở Monash thì giáo sư hướng dẫn thứ hai, thầy hướng dẫn thứ hai của mình quyết định nghỉ việc và mình cũng khá là tò mò bởi vì là thầy của mình lúc đó đang là associate professor, nghĩa là đã là phó giáo sư rồi nhưng mà thầy quyết định là nghỉ việc hoàn toàn ở trường đại học và sau đó là thầy chuyển ra làm việc ở một cái engineering consultant. Đó mình cũng hỏi lý do vì sao thì thầy của mình cũng nói là hiện tại ở vị trí làm associate professor thì thầy mình vừa phải đi dạy vừa phải tham gia cái công việc quản lý ở trong khoa. Thì thực sự là thầy không còn nhiều thời gian để dành cho việc nghiên cứu nữa. Và thời gian duy nhất thầy có cho việc nghiên cứu đó là dành để hướng dẫn các bạn làm nghiên cứu tiến sĩ ở trong nhóm. Hoặc là như bác quản lý của mình thì mình cam đoan là bác quản lý của mình làm việc ít nhất là 10 tiếng mỗi ngày. Thậm chí là rất nhiều trường hợp là các bác phải làm việc cả cuối tuần.
Như bạn sẽ phản bác lại ý kiến của mình là ở Úc thì người ta rất quan tâm đến work-life balance và rất nhiều người thì chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, từ những gì mình quan sát được và những gì mình biết, ít nhất là trong ngành của mình thì mình đã thấy rất nhiều bác quản lý, rất nhiều các bác giáo sư, phó giáo sư phải làm việc ngoài giờ thì người ta mới có thể tiến xa trong ngành nghiên cứu và những cái ngành liên quan đến học thuật. Do đó, cá nhân mình nghĩ là nếu chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì không thể nào kỳ vọng có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp làm nghiên cứu. Tất cả những cái thành quả trong nghiên cứu khoa học đều phải đánh đổi từ thời gian, công sức và trí tuệ để có thể đạt được. Sau khi đi làm một thời gian ở viện nghiên cứu tại Úc rồi thì mình mới thấy là lương của các ngành nghiên cứu và các ngành liên quan đến học thuật ở các viện nghiên cứu và các trường đại học thì có vẻ là không tương xứng với công sức mà mọi người cần phải bỏ ra. Thông thường ở các trường đại học và các viện nghiên cứu thì mức lương sẽ được tăng đều theo hàng năm theo từng cấp, và nếu các bạn muốn tăng bậc lương, ví dụ như ở viện nghiên cứu của mình là muốn từ bậc 4 lên bậc 5, hoặc là ở trường đại học là từ lecturer lên senior lecturer, thì các bạn cần phải trải qua một quá trình xét duyệt. Đối với mình thì điều này không có gì là bất hợp lý, nhưng mà điều mình thấy bất cập ở đây là mức lương khởi điểm và mức lương tăng theo từng năm thì thông thường sẽ dựa trên kinh nghiệm thay vì dựa trên thực lực và kết quả công việc mà các bạn có thể làm được. Why? Ví dụ khi mình mới tốt nghiệp tiến sĩ thì mức lương khởi điểm của mình ở trường đại học là bậc A3, có nghĩa là bậc thấp nhất dành cho những người đã có bằng tiến sĩ. Và khi chuyển qua làm việc ở viện nghiên cứu thì mình cũng nhận được cái level tương đương với level này ở trường đại học. Nhưng sau khi đi làm một thời gian rồi thì mình mới nhận thấy là sẽ rất khó để các bạn khi mà làm việc ở các viện nghiên cứu hoặc ở trường đại học có thể thương lượng về mức lương của các bạn hoặc là mức độ tăng lương của các bạn theo hàng năm. Ví dụ mặc dù các bạn có cố gắng nhiều hơn hoặc là kết quả công việc có tốt hơn, cũng rất là khó để các bạn có thể vượt cấp tăng lương giống như khi mà các bạn làm ở công ty ngoài. Thêm một điểm nữa là những công việc liên quan đến học thuật và nghiên cứu theo mình nói ở trước đó thì chịu rất là nhiều áp lực, hoặc là mọi người cần phải dành những cái thời gian riêng của cá nhân để có thể phát triển những cái skill, để có thể viết thêm bài, có nhiều bài báo hơn và xây dựng một cái profile tốt hơn cho bản thân. Tuy nhiên, những cái thời gian đó sẽ không được trả thêm, không được tính thêm giống như là tiền làm ngoài giờ. So với mặt bằng chung ở Úc thì các ngành liên quan đến học thuật hoặc là các công việc ở trường đại học thì có mức lương thuộc dạng mid-range, là ở khoảng trung bình khá. Như bạn có thể nghĩ, mức lương khởi điểm này thì có vẻ khá là cao. Tuy nhiên, nếu mọi người so sánh ra với một bạn học kỹ sư thì sau 5 đến 6 năm có thể có một mức lương từ khoảng 150.000 đến 200.000 đô la Úc. Nếu cái performance của bạn đó ở trong công ty rất là tốt. Nhiều khi mình nói đùa với mọi người trong nhóm làm nghiên cứu của mình thì thật ra là mình đi làm thật sự là vì mình có đam mê làm nghiên cứu, chứ nếu mà muốn làm giàu thì đương nhiên là sẽ không ai chọn con đường làm nghiên cứu và chọn con đường liên quan đến học thuật. Một mặt trái nữa mình muốn phản ánh ở đây đó là hệ thống phản biện các bài báo khoa học. Một điều mà mình đã nhắc đến khá là nhiều trong video ngày hôm nay đó là nếu các bạn muốn thăng tiến, muốn tăng bậc lương, muốn có nhiều funding để làm nghiên cứu thì các bạn cần phải có một số lượng khá khá các bài báo khoa học, và tốt nhất là những cái bài báo khoa học này đến từ những cái tạp chí lớn. Và cá nhân mình trong quá trình mình nộp và nhận phản biện các bài báo khoa học thì mình thấy cũng có rất nhiều bất cập nhất định. Ví dụ khi mình nộp bài báo thứ hai của mình thì mình đã nhận được những comment từ một reviewer, từ một người phản biện, và những bình luận đó kiểu vô thưởng vô phạt, không có đóng góp gì, và thậm chí là từ những cái bình luận đó thì mình mới thấy là người phản biện thực sự là không có kiến thức nhiều về nội dung bài báo mình đang viết, và mình cũng thực sự không hiểu là vì sao người phản biện đó lại nhận phản biện bài báo của mình. Và cũng có rất nhiều trường hợp khi mình đọc những bài báo khoa học trên những tạp chí lớn, mặc dù có những kết quả không được hợp lý, có những kết quả mà ai đọc cũng đã thấy sai, tuy nhiên những bài báo này vẫn được đăng vì một lý do nào đó. Thậm chí là như bác quản lý của mình hoặc là các bác giáo sư trong ngành thường nói là phần lớn các bài báo khoa học thì kết quả chỉ thường nằm trên giấy và không có đóng góp gì nhiều trong thực tế. Như vậy vì sao mọi người vẫn sử dụng một cái scale, một cái thước đo là nhiều bài báo khoa học đánh giá về chất lượng nghiên cứu của một cá nhân? Nhưng mà ở một cái phương diện nào đó thì ai cũng đồng ý là đây là một cái games, khi mà làm nghiên cứu thì mọi người cần phải tham gia, phải xuất bản nhiều bài báo hơn. Do đó dù thấy bất cập hay là thấy bất bình thì mọi người vẫn phải chấp nhận một cái hiện thực như vậy. Trong thời gian gần đây, với sự phát triển của AI và của ChatGPT thì càng ngày càng có rất nhiều bài báo được viết với sự hỗ trợ của những cái công cụ này. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp khá là hài hước khi mà có những bài báo public, thậm chí là được đăng trên những cái tạp chí lớn, những cái tạp chí Q1, thì người viết đã mắc lỗi là copy, sử dụng y nguyên tất cả những gì được viết từ ChatGPT. Rất nhiều các bạn khi mà nhìn những cái bài báo này thì sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao những cái bài báo này được đăng, và cũng nhận ra cái lỗ hổng trong cái hệ thống phản biện các bài báo. Tuy nhiên câu hỏi mình muốn đặt ra ở đây là quá trình phản biện cẩu thả như vậy và những cái bài báo có chất lượng kém như vậy mà vẫn được đăng thì về lâu về dài sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành nghiên cứu? Điều cuối cùng mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay là khi làm nghiên cứu thì kinh nghiệm là một con dao hai lưỡi.
Một lần nữa, khi mình mới đi làm thì mình thấy là mình thiếu kinh nghiệm. Và khi mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong làm nghiên cứu thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, khi mình đi làm và mình gặp hay là làm việc trực tiếp với những người có nhiều kinh nghiệm hơn, những người senior hơn, thì mình cũng thấy là việc có quá nhiều kinh nghiệm có thể dẫn đến một cái sự chủ quan nhất định khi bạn tiếp nhận hoặc đón nhận một cái vấn đề nào đó. Ví dụ trong ngành của mình làm về mô phỏng lũ lụt có sử dụng rất nhiều dữ liệu khí tượng, thì trong quá trình biến đổi khí hậu cũng có nhiều thiên tai và những cái hiện tượng thiên nhiên bất thường xảy ra với một tần số thường xuyên hơn. Ví dụ như trận lũ xảy ra ở Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2022, thì khi xem hình ảnh vệ tinh thì mình thấy là không quá khó để dự báo cái lượng mưa một cách chính xác. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân lúc đó thì hoàn toàn không có một cái dự báo chính xác nào để người dân có thể chuẩn bị và phòng tránh lũ. Khi mình phân tích lại số liệu cụ thể thì trong vòng 6 tiếng đồng hồ thì số liệu lượng mưa thu thập được là vào khoảng 600mm. Đối với tất cả mọi người khi mà làm nghiên cứu về dữ liệu lượng mưa thì cũng thấy đây là một con số không tưởng. Trung bình một tháng lượng mưa vào tháng 10 ở Đà Nẵng thì vào khoảng từ 200-400mm. Như vậy, đối với những người đã làm với kinh nghiệm lâu năm trong ngành dự báo khí tượng thì sẽ thấy là con số 700mm trong vòng 6 tiếng đồng hồ là có thể xem xét đó là một con số outliers và xem đó là một cái lỗi từ chương trình mô phỏng. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh là những cái suy đoán dựa trên kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể là sai. Và đối với những người làm nghiên cứu càng lâu thì cần phải giữ một tầm nhìn mở để có thể đưa ra kết luận hoặc là đưa ra những phán đoán khi mà gặp những cái số liệu bất thường. Cá nhân mình thì mình cũng hy vọng là bản thân mình khi làm nghiên cứu và theo đuổi con đường nghiên cứu này càng lâu hơn thì mình cũng có thể tránh được những cái sự chủ quan đó và không quá ỷ lại vào những cái kinh nghiệm mà mình đã tích góp được. Như vậy, trong video ngày hôm nay mình đã chỉ ra một số mặt trái đến từ tính chất công việc của việc làm nghiên cứu hoặc là những công việc liên quan đến học thuật. Còn một điều nữa là mình cũng không hiểu vì sao là phần lớn các bạn còn độc thân sau khi học tiến sĩ thì lại càng khó để lập gia đình. Thậm chí là khi mình làm nghiên cứu tiến sĩ ở trường đại học thì tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu của mình thì đều chưa có gia đình, thậm chí là chưa có bạn trai, bạn gái, chưa có partners. Thế đó là mình cũng cảm thấy lo lắng cho bản thân một chút xíu. Bạn nào có câu trả lời thì nhớ để lại bình luận cho mình ở bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Unordinary Researchers. Đừng quên nhấn like, share và ủng hộ mình để ra những video tiếp theo.